chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng xem Roma đoạn 8 câu 1. Mời quý vị tìm kinh thánh Roma đoạn 8. Quý vị tìm được rồi, tôi xin đọc từ câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại sắc thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi, Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy sắc thịt giống như sắc thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong sắc thịt. Hầu cho sự công bình một luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo sắc thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, những kẻ sống theo sắc thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về sắc thịt nghịch với Đức Chúa Trời bởi nó không phục dưới luật pháp, Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa trời. Về phần anh em nếu thật quả thánh linh Đức Chúa trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu nhưng theo thánh linh xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thánh linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu thánh linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh ngài trong anh em mà khiến thân thể hãy chết của anh em lại sống. Tôi xin đọc đến hết câu 11. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay đường hơi tắc, phải không ạ? À? Cho nên, cũng có một vài người đến muộn, chắc là do tắc đường. Chúng ta đã tổ chức chương trình này từ hôm thứ ba và đến thứ bảy. Thời gian trôi qua thật nhanh, phải không ạ? À? Tôi cũng vô cùng cảm ơn vì quý vị có thể tập trung vào đây và chúng ta có thể chia sẻ ngôi lời. Thực ra, lý do vì sao mà chúng ta phải đọc Kinh Thánh? Trong thế giới mà chúng ta thấy đây, có rất nhiều thứ khi trong lòng của chúng ta có những cái suy nghĩ nổi lên, khi đói thì có suy nghĩ muốn ăn cơm, khi lạnh thì có suy nghĩ muốn được ấm, hay là có suy nghĩ nhớ nhà, nhớ gia đình không chỉ những suy nghĩ đó, mà có những cái suy nghĩ linh ác nó cho vào trong quý vị và quan trọng hơn nữa là Thánh linh của đức chúa trời cũng có cho những suy nghĩ vào trong quý vị về những phần này chúng ta đọc trong kinh thánh thì có thể thấy rõ còn bình thường thì nhiều người hầu hết là người ta không biết mà bị lừa có một lần tôi đã đến nhà tù chan chu lý do vì sao tôi đến đó vì trong nhà tù đó có một phụ nữ trẻ đang trả án. người phụ nữ đó là một người không có một bên tay. cô này đã từng giết chồng mình và một đứa con vẫn đang bú mẹ. chồng thì cũng có thể là do cãi nhau cãi nhau thì giết nhau nhưng mà một đứa trẻ sơ sinh lại giết nó thì tôi không thể hiểu được trong gần hai tiếng đồng hồ tôi đang nghe chuyện của cô cô này đã gặp được một người chồng tốt hai người lấy nhau rồi sống cùng với nhau qua một thời gian thì cô có con cô sinh con trong bệnh viện qua mấy ngày thì chồng cô đến bệnh viện đưa vợ và con lên xe đi về nhà cô về nhà trong một thời gian thì cơ thể vẫn còn yếu cô vẫn đang ở cữ thì người chồng bắt đầu đi làm đến công ty làm người vợ thì ở nhà một mình tự nhiên cô có một cái suy nghĩ cô sinh con ra thấy nó rất là xinh đẹp và không phải là thấy nó đang yêu cô. một cách bình thường mà thấy không thể nào chịu được trong lòng cô thì đầy cái tấm lòng đó và rồi cô tắm cho con cô lấy khăn lau cho con cho con nằm trên chăn và một người phụ nữ khi sinh con ra thì tất nhiên là thấy con đáng yêu rồi nhưng mà cô thấy con quá là đáng yêu không thể chịu được cô thơm con rồi ôm nó bình thường những người phụ nữ khi sinh con ra tất nhiên là thấy con mình đáng yêu rồi dù như thế nào thì cũng thấy đáng yêu phải không ạ à? nhưng mà nó hơi bị quá một hôm cô ôm con đột nhiên cô có một cái suy nghĩ là được con đáng yêu của mình. Nhớ ai đó, lấy dao đâm vào nó, giết chết nó thì sao, tự nhiên cô có suy nghĩ đó. Thực sự, đây là một điều không thể nào tưởng được. Tại sao người ta lại phải lấy dao đâm giết chết nó? Có cái lý do gì đâu, có hận với ai đâu. Nhưng mà tự nhiên có một cái suy nghĩ đó, thì cô cảm thấy rất là sợ. Cô gọi điện cho bảo vệ chung cư, alo, alo dạ có chuyện gì vậy cô không có ai đến nhà tôi chứ không có đâu ạ à. vâng. có ai thì đừng cho vào nhé sẽ nguy to đấy thế là cô khóa cửa khóa cửa khóa cửa lại cô rất sợ cảm giác như ai đó sẽ giết con mình cô chịu mãi không được thì gọi điện cho chồng anh ơi em sợ lắm anh hãy mau về đi Người chồng về thì thấy vợ cứ ôm con và run rẩy sợ hãi. Em làm sao thế? Em không biết. Em cảm giác như có ai đó sắp giết con mình. Ôi, em... Bây giờ em mới sinh con, cơ thể vẫn còn yếu nên mới có suy nghĩ đó. Em đừng nói như vậy nữa. Làm gì có ai giết con mình đâu. Thật là vô lý. Em đừng nói thế. Người chồng nói như vậy thì là đúng. Nhưng mà cô thì cứ cảm thấy sợ không chịu được Một sáng ngày hôm sau khi chồng đi làm thì vợ lại níu lại anh ơi anh không đi làm không được hay sao ơ kìa tại sao lại phải không đi làm phải đi làm chứ em vợ sinh con anh phải làm việc để được thăng cấp để được lưng cao còn nuôi con chứ chồng đi làm cô cảm thấy rất là đau khổ và rồi cô ôm con, con đi từ Jeonju xuống Daejeon là nhà mẹ đẻ cô ra khỏi nhà khi có taxi chạy đến cô giơ tay lên và nhảy lên taxi cô sợ hãi và run rẩy người lái xe hỏi rằng cô đi đâu cô không biết là phải đi đâu cô bảo hãy đi Dejun đi ạ Cô đã đi taxi từ Jeonju xuống tận Daejeon. Sau khi đến nhà rồi cô bước xuống định vào chân nhà, ông thì anh trai ông đi đâu ông về ông gặp ông em đứng ngay cổng. Ông anh ông của cô ông này ông nhìn ông thì thấy em mình ôm một đứa, đứa ông con ông mới sinh mà đi taxi từ Jeonju xuống. Em có tỉnh táo không vậy? Em bị điên à? Nếu một cách tình cảm Ô sao em lại ôm con về đây Anh ơi em sợ quá Em sợ cái gì vậy Em suy nghĩ linh tinh rồi Nếu mà trình độ cao hơn nữa thì sẽ nói rằng Ác linh đang lừa và cho suy nghĩ vào lòng em đấy Em chỉ cần bỏ đi là được Nó rất là đơn giản thôi Nhưng mà chắc là anh trai đang mệt mỏi nên không nói được như vậy. Em bị điên sao? Tại sao lại ôm một đứa trẻ sơ sinh đi taxi về tận đây? Em nhiều tiền thế? Đi về mau. Cô này vừa khóc, vừa quay trở về Jeonju. Cô cứ cảm giác có ai đó sẽ đến và giết con mình. Có lúc thì đêm không ngủ được, tuy nhiên cô giật mình kiểm tra xem có con ở đấy không. Rồi qua một tháng, hai tháng, lúc đó thì có một chuyện. À, cứ thế này, mình sẽ chết mất thôi. Cô có cái suy nghĩ đó. Nếu như mà mình chết, thì chồng mình sẽ lấy một người vợ khác về đây. Thằng xấu xa. Nếu mà mình chết, người chồng mình sẽ lấy vợ khác cô cảm thấy rất là tức giận và oan ức để tôi hỏi cô này đã chết chưa có lý do gì phải chết không có lý do gì mà người ta phải lấy dao đâm giết con cô hay không không có ngày nay mặc dù không nói được nhưng trên thế giới thì có rất là nhiều người chìm trong những cái suy nghĩ do ma quỷ cho vào và rất là đau khổ nhưng mà một hôm thì cô có suy nghĩ là nếu một người phụ nữ khác bước vào nhà này thì sẽ bắt nạt con gái của mình mẹ thì đã chết rồi con chồng thì lấy một người vợ khác về đây chỉ là tưởng tượng thôi chứ không phải là thực tế nhưng mà cô này thì không phân biệt được thực tế với tưởng tượng bởi vì bị ác linh lừa nên mới như vậy cô nhìn con gái mình và nói con ơi mẹ mà chết đi có một người đàn bà xấu xa đến đây Thì làm sao con có thể sống dưới người đàn bà đó được Cô khóc, khóc, rồi lại khóc Rồi đến ngày hôm sau Cô này nghĩ rằng Được con gái đáng yêu như thiên thần của mình Khi sống dưới người đàn bà xấu xa đó Bà, bà mẹ kêu xấu xa đó, mẹ khổ sở và chịu đòn. Sống như vậy, thà chết đi còn hơn. Ôi ừ, con ơi, con ơi, mẹ rất là yêu con. Mẹ không, không thể nào chịu được việc nhìn con phải chịu khổ giữa người đàn bà đó. Thà con chết đi còn hơn, mẹ sẽ giúp giết con tôi đã nói chuyện với cô trong gần hai tiếng đồng hồ linh ác nó đã cho cô một cái suy nghĩ và cô bị dẫn theo đó thôi được con ơi hãy tha thứ cho mẹ 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 không thể nào thấy con bị bất hạnh giữa người đàn bà xấu xa đó Nên mẹ mới giết con Con ơi con đừng oán trách mẹ Mẹ nghĩ đó mới là cách tốt nên mẹ mới phải giết con Người phụ nữ này bây giờ đã bị ác linh Nó cho suy nghĩ vào và dẫn dắt Thường xuyên tôi gặp và nói chuyện với những người chuẩn bị tự tử thì họ bị dẫn dắt bởi một cái suy nghĩ rất là linh tinh. Suy nghĩ mà ác linh cho vào, họ bị dẫn dắt nên mới đi như vậy. Khi tôi tin Chúa giê -xu và gặp một người nào đó, tin Chúa giê -xu thì không thiệt cái gì đúng không ạ? Rất là tốt. Nhưng mà linh ác thì nó cứ nắm giữ lòng người ta khiến cho người ta không tin được. Nên thưa quý vị, đấng có thể thắng được linh ác chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Nếu tin Chúa Giêsu một cách chính xác và có thánh linh vào lòng, thì sẽ không bao giờ bị linh ác đó dẫn dắt dạo gần đây những người tự tử hầu hết đều bị ác linh dẫn dắt nên mới tự tử chúng ta nhìn thì thấy người ta không có lý do gì để chết nhưng đến một hôm khi cô này thấy chồng về thì cô cầm một con dao trong bếp và run rẩy đằng sau cánh cửa Tại sao? Con ơi, mẹ rất yêu con. Nếu mẹ chết đi, thì mẹ sẽ không thể nào chứng kiến được con sống ở dưới một người phụ nữ xấu xa như vậy. Nhưng phải giết cả thằng đó nữa, ai ạ? À? Chồng mình, vì đã ma một người đàn bà khác về và bắt nạt con mình. Thằng như thế thì phải giết. Không phải là mình chết, không phải là chồng lấy vợ khác, nhưng mà không có một cái lý do gì hết. Năm 1962, tôi xin lỗi nhưng tôi đã ăn trộm rất nhiều. Sau khi nổ ra chiến tranh Triều Tiên, Lúc đó tôi đang học cấp 1. Trong lớp tôi thì có 2 phần 3 các bạn là trẻ mồ côi không có bố, không có mẹ. Chiến tranh thực sự rất thảm khốc. Dạo còn đây có những người nói rằng Hàn Quốc đã xâm chiếm Triều Tiên. Thực sự đó là một lời nói dối. Tôi biết rất rõ. Bên phía Triều Tiên đã xuống và xâm chiếm Hàn Quốc họ đã xâm chiếm miền nam sau ba ngày <laughs> seoul đã bị thất thủ <laughs> quê tôi là ở son san kumi <laughs> quân triều tiên đã xuống đến tận chỗ tôi chỉ trong vòng một tháng chiến tranh thực sự rất thảm khốc <laughs> nhà cha tôi thì có năm anh em Cha tôi là trưởng, chú thứ hai thì ở Nhật mới qua đời. Tiếp theo, chú thứ ba, chú thứ tư thì đã chết trong chiến tranh Thái Bình Dương. Chú thứ năm, chú út nhà tôi năm 1953 thì cũng đã qua đời. Chú đã tử trận. Buổi sáng ngày hôm nay, Bên phía lục quân có liên lạc cho tôi. Khi chúng tôi có một chương trình của IOF, thì chúng tôi đã đến bảo tàng chiến tranh. Lúc đó có một cái máy tính, thì tôi cũng chỉ là nghịch thôi, tôi đánh thử tên của chú tôi vào cha tôi thì tên là park che đó. tất cả các anh em nhà cha tôi thì đều là park che gì đó chú nhà tôi là park che ho tôi đánh park che ho địa chỉ thành phố gumi son san thì ra kết quả luôn trước đó thì tôi cũng không biết nhưng mà ra kết quả là chú tôi ở lục quân rồi tôi dẫn cả gia đình tôi đến Nghĩa Trang Lục Quân. Chú tôi thì không có mộ, mà chỉ có bảng tên thôi. Buổi sáng ngày hôm nay, thì bên phía Lục Quân, họ nói rằng chú tôi đã qua đời trong chiến tranh, nên họ mang đến một cái một cái bảng tên và một cái huân chương. Cho nên là ngày hôm nay có một người trung tá và nhiều người họ đã mang đến đưa cho tôi. Họ hỏi rằng đến đâu để chuyển đây thì tôi bảo là hãy đến đây. Nên là sáng hôm nay họ đã đến từ lúc 9 giờ trao cho chúng tôi rồi tôi cũng đã để trên bàn ước gì cha tôi còn sống tôi cũng có lòng như vậy cha tôi đã mất hai em trong chiến tranh thái bình dương còn em út hồi tôi còn nhỏ tôi nhớ là chú tôi cũng thường xuyên nướng khoai tây cho tôi ăn và khi nổ ra chiến tranh triều tiên thì chú tôi đã qua đời mà chúng tôi thì không biết tin gì hết chỉ có các bạn cùng tham chiến chúng tôi nghe lại từ họ sau khi kết thúc rồi mà họ cũng không biết là đi đâu người ta bảo rằng có thể là đã từ trận rồi nhưng mà bây giờ thì có liên lạc việc một con người sống và chết nó không đơn giản như vậy nhưng mà trong tấm lòng của chúng ta thì chúng ta không phân biệt được cái tấm lòng mà satan cho mình mà cứ bị kéo theo nó người phụ nữ này thấy con gái mình rất là đáng yêu và rất là quý giá ai mà lại đi đâm chết nó thực sự đó là một điều không bao giờ có thể có ban đầu thì lo là sợ có ai đâm chết nó nhưng mà sao lại suy nghĩ rằng cứ ừ, thế này mình sẽ chết nếu mà mình chết thì chồng mình sẽ lấy một người đàn bà khác cái thằng xấu xa và chắc là chồng mình cùng người đàn bà đó sẽ bắt nạt con gái mình nếu vậy thà chết còn hơn vậy mẹ sẽ giết con bản thân mình cũng không có lý do gì phải chết con gái cũng không có lý do gì phải chết cả chồng nữa một hôm cô cầm dao dình ở đằng sau cửa Đồng run rẩy sợ hãi chồng vừa đi làm về thì đâm chết chồng chồng cô chết ngay tại chỗ và rồi cô cũng giết con gái mình cô cũng định tự tử nhưng mà chỉ chặt một cái tay cô phải ở tù trong nhà tù chăn chu khi ra tù tôi cũng đã đến để xem tình hình thế nào Bây giờ thì cô đang ở Ulsan. Cô sống một cách rất lành mạnh. Một bên thì dùng tay giả, tiên Chúa và sống một cách rất là hạnh phúc. Đôi khi chúng ta tự nhiên nổi lên cái suy nghĩ ghét một cái suy nghĩ tà dâm, một tấm lòng tức giận. Những cái tấm lòng đó là ác linh cho vào lòng chúng ta. Ban đầu thì tôi cũng không biết. Nhưng khi nghe chuyện, à, người này đang bị ác linh dẫn dắt, dần dần tôi có thể phân biệt được. Ban đầu thì cô này có tín ngưỡng, sống và tin Chúa không vấn đề gì. Nhưng sau đó thì bị ngăn cản, cô không sống tin ngưỡng nữa và sống đời sống rất là khổ sở. Vậy thì quý vị, khi linh ác cũng có thể làm việc trong quý vị. Mà điều quan trọng hơn đó là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mong muốn làm việc trong quý vị hơn là linh ác. Nếu như quý vị hiệp một lòng với Chúa Giêsu, Roma đoạn 8 câu 1 cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã phạm tội, tại sao lại không có sự đoán phạt? Khi đã phạm tội thì phải có sự đoán phạt chứ. Nhưng ở đây lại nói là cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào, nghĩa là trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Vì luật pháp của Thánh Linh Sự Sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Có luật pháp của Thánh Linh Sự Sống và có luật pháp của sự tội và sự chết. Ở trong giang đoạn 8, người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm, phải bị đem đá chết. Các thầy thông giáo và các người pha nói rằng, Thế thầy, người đàn bà này đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Theo luật pháp môi Xe thì nên em đá, còn thầy thì nghĩ sao? Đức Chúa Trời đã cho con người chúng ta mười điều răn. Ở trong sách Egypto ký đoạn 19 nói rằng nếu các ngươi giữ hết mọi điều răn của ta, thì ta sẽ ban phước cho các ngươi, còn nếu không giữ, các ngươi sẽ bị rủa xả khi đó dân Israel, à đúng rồi mình giữ là được chứ? họ nói như vậy. Đức trời biết rằng họ sẽ không thể nào giữ được. cho nên Chúa đành phải cho họ luật pháp đó bởi vì họ nói họ sẽ giữ. mời điều dân. nhưng tất cả chúng ta đều đã phạm và đã trở thành tội nhân. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói thế nào, Roma đoạn 8 câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúng ta từ trước đến nay, luật pháp ở trong Hebrew đã nói luật pháp của sự tội và sự chết là gì? Là luật pháp. Trước mặt ta, người chờ có các thần khác, người chờ làm tượng trạng cho mình, người chờ lấy danh đức của trời làm chơi, ngươi phải giữ ngày nghỉ. Tất cả đây là luật, là luật pháp khiến cho chúng ta trở thành tội nhân. Trong Kinh Thánh, ngoài luật đó còn có luật của Thánh Linh sự sống. Cho nên, khi chúng ta nhận từng ngôi lời của Chúa, bởi tội của chúng ta thì chúng ta sẽ phải bị hủy diệt và rửa xả, nhưng bởi vì sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Kinh Thánh đã ghi chép về điều đó. Vậy thì Chúa Giêsu đã chịu mọi hình phạt về tội lỗi của chúng ta, chịu đóng đinh thay cho chúng ta trên thập tự giá, thì tội lỗi của chúng ta đã được tha rồi. Vậy thì bây giờ mình không phải là ở dưới luật pháp của sự tội và sự chết mà đang ở dưới luật pháp của Thánh Linh sự sống. Khi sống bằng đức tin đó thì đời sống sẽ trở nên vô cùng tươi sáng. Cho nên trong suốt tuần này tôi luôn nói rằng chúng ta là tội nhân dơ bẩn nhưng bởi huyết của Chúa Giêsu tội lỗi chúng ta đã được tha thứ, chúng ta không giữ được luật pháp. Cho đến buổi tối ngày hôm qua thì tôi đã chia sẻ về phần đó, quý vị hiểu được không? nhưng mà có những người vẫn ở dưới luật của sự tội và sự chết không hiểu được điều này họ đang bị buộc ở trong mười điều răn mười điều răn khiến chúng ta trở thành tội nhân và nếu như phạm tội thì phải chịu sự chết lấy mười điều răn đó thì đó gọi là luật pháp của sự tội và sự chết khi nhận ngôi lời của Chúa Giêsu thì đó là luật pháp của thánh linh sự sống linh ác thì liên tục dẫn dắt tấm lòng của chúng ta. Có một lần, có một anh em đã dẫn vợ mình đến. Một ơi, chúng ta hãy cùng nói chuyện. Thế là tôi đang chuẩn bị nói chuyện người đó. Bắt đầu ngáy, vừa mới nói. Rất là lạ phải không ạ? À? Ừ. Chồng bảo rằng, em làm cái gì đây? Ai nào? Tự nhiên chửi và nói, đau đầu quá. Như là bị điên luôn. Sau này tôi mới biết là cô này, chồng là cảnh sát. Mỗi khi chồng đi làm, thì cả ngày ngồi nói chuyện với ác linh lúc thì cười nói chuyện này chuyện kia nói hết cả một ngày mà không làm một việc gì khác ác linh khi vào lòng của chúng ta nó muốn chiếm lòng của chúng ta nhưng nếu như chúng ta hiệp lòng với Chúa Giêsu, hiệp lòng với Chúa Giêsu điều lớn nhất đó là gì? Bởi huyết của Chúa Giêsu mà tội lỗi của tôi đã được rửa sạch. Tôi đúng ra là phải chịu rửa xả và hư mất, nhưng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh thay tôi trên thập tự giá, nên tôi đã trở thành một tấm lòng với Chúa Giêsu hiểu được không ạ? Nếu mà mang tấm lòng như thế này và ở trong lòng của Chúa Giêsu, thì ác linh không thể nào làm việc trong tấm lòng của chúng ta được. Nhưng mà những người không như vậy, thì ác linh có thể làm việc trong lòng của người đó bất cứ lúc nào. Kinh Thánh này nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ nghĩa là không ở trong cái suy nghĩ trong cái tưởng tượng mà Satan cho vào trong đầu mình mà khi theo ngôi lời của Chúa Giêsu trong ngôi lời kinh thánh Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh cho thập tự giá tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta à tội lỗi của mình đã tha thứ rồi bây giờ mình được sạch rồi thập tự giá của Chúa đã rửa sạch mọi tội cho mình rồi khi mà có đức tin như vậy thì một cách kỳ diệu Chúa Giêsu sẽ làm việc ở trong quý vị chúng ta hãy cùng amen thưa quý vị lần này quý vị đến đây có ai đã nhận được sự tha thứ tội lỗi không một người à lần này có ai đã nhận được sự tha thứ tội lỗi không không có mấy ạ à? mọi người đừng chần chừ mà cứ hãy trả lời đi có ai không ạ à? Vâng. Mọi người không cần phải sợ gì hết. Một cách chắc chắn nếu chúng ta đã nhận xa sự tha tội lỗi, thì trong lòng của chúng ta, Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và bởi sự chết của Ngài, thì Ngài đã chịu mà hình phạt vì tội lỗi của tôi và rửa sạch tội lỗi cho tôi. Khi mà có tấm lòng như vậy, thì chúng ta sẽ trở thành một tấm lòng với Chúa Giêsu. Hiểu được không ạ? À? Những ai tin và điều đó và trở thành một tấm lòng với Chúa Giêsu thì đời sống của quý vị sẽ được Chúa Giêsu dẫn dắt và mặc dù có gặp vấn đề khó đến thế nào khi cầu nguyện lên Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt, nó sẽ không thành vấn đề gì hết. Trong lòng chúng ta sẽ có sự nghỉ ngơi và tiếp theo. Chúng ta sẽ muốn sống vì Chúa, muốn cầu nguyện lên Chúa, muốn cảm ơn Chúa và muốn giao giảng tiết này này cho những người khác chúng ta sẽ nổi lên tấm lòng đó. Tôi thì không phải vì điều gì khác. Năm 1962, sau khi nhận tha thứ tội lỗi, tôi thấy điều này quá là tốt. Tôi không cần phải trả bất cứ đồng tiền nào, không phải vất vả điều gì. Quý vị nhận sự tha thứ tội lỗi và vui mừng. Tôi thấy đó là một cái sự chúc phước rất lớn rồi. Cho nên trong Kinh Thánh này nói rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong tấm lòng của Chúa Giêsu, thì Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, cho nên tội lỗi chúng ta đã được rửa sạch phải không ạ? À? Đây chính là tấm lòng của Chúa Giêsu. Những người tin Chúa Giêsu thì mang tấm lòng giống với của Chúa Giêsu. À ngày xưa mình đã phạm lỗi, mình đã ăn trộm, đã nói dối. Chúa Giêsu đã tha hết tội cho mình, bây giờ mình đã trở thành một với Chúa Giêsu. Chúa sẽ làm việc trong lòng mình. Chúng ta sẽ nổi lên những tấm lòng hoàn toàn khác. Bởi tấm lòng đó, vào năm 1962, tôi đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Bây giờ, thì là năm 2022. Trong suốt 60 năm vừa qua, tôi đã sống cùng với Chúa Giêsu. Tôi đọc Kinh Thánh. Vậy thì khi tôi ra giảng tin lành về sự tha thứ tội lỗi này cho người ta, thì người ta được thay đổi. Người ta ở cùng với Chúa. Người ta sống đời sống tươi sáng, được phước. Có rất nhiều người như vậy. Tại sao trở thành mục sư là hạnh phúc? Bởi vì những người đi hội thánh của tôi không phải là bởi vì có nhiều tiền hay là bởi vì tài giỏi thông minh mà bởi vì Chúa Giêsu ở gần, Chúa Giêsu làm hết cho mọi điều nên họ sống đời sống vô cùng tươi sáng và được phước. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời. Sau khi chúng ta nhận sự tha thứ tội lỗi thì Chúa làm việc trong chúng ta ở trong Roma đoạn 8 câu 1 cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Làm thế nào mà buông tha được? Trước đây chúng ta là tội nhân, nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, chịu thay tội lỗi cho tôi cho nên tôi đã được rửa sạch tội lỗi. Quý vị có mang tâm lòng đó hay không? Quý vị có chắc chắn rằng tội lỗi của mình đã được rửa sạch không? Vậy thì Đức Trời có ở cùng không? Vậy thì trong đời sống của quý vị, Chúa giê -xu sẽ giúp đỡ mình. Ban đầu thì chúng ta không biết, nhưng sống rồi chúng ta sẽ thấy Chúa gìn giữ mình, giúp đỡ mình và làm việc trên đời sống của mình. Khi tôi đến Daegu là năm, 1900, năm 1972 là tôi sinh con gái, năm 1974 là tôi sinh con trai. Nghĩ đến đó, tôi vô cùng cảm tạ ơn Chúa. Vào cái ngày tôi sinh con trai, tôi xin lỗi nhưng Ngày hôm đó chúng tôi không được ăn cả bữa trưa và bữa tối bởi vì chúng tôi đã hết đồ ăn. Bây giờ thì Hàn Quốc đã rất giàu, nhưng ngày xưa thì có rất nhiều người phải nhịn đói. Buổi tối, có một người đến nhà tôi để nghe tin lành. Chúng tôi sống ở trong một căn phòng nhỏ. Vợ tôi thì gấp chăn lại để ở đằng sau lưng để dựa bụng thì đã to rồi tôi chia sẻ tin lành cho người đó đến khoảng 10 giờ đêm thì người đó nhận sự tha thứ tội lỗi và đi về tôi ra tận cổng để tiễn người ta thì vợ tôi bắt đầu tức giận anh truyền đạo cái kiểu gì mà nói giải thế tự trong lòng tôi bảo rằng sao giỏi thì đi mà giảng đi. Không giảng được lại còn... Nhưng mà tôi nhìn thì mới biết là à, vợ tôi đã bắt đầu đau bụng rồi. Vợ tôi bắt đầu đau bụng. Nếu mà đưa đến bệnh viện luôn thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng tôi thì không có một xu nào. Hôm đó thì cũng nhịn cả trưa cả tối rồi. Tôi cảm thấy rất là u ám. Phải làm sao đây? Tôi có hội thánh. Tôi có thể nói với anh chị em trong hội thánh với một chấp sự hay chị em chỉ cần gọi điện một cuộc thôi là họ sẽ đến. Tôi thì không muốn nhận sự giúp đỡ của con người mà tôi muốn nhận sự giúp đỡ của Chúa cho nên thì tôi không làm như vậy. Dù cần cái gì, cần tiền, không bao giờ tôi nói với một ai hết. Nhưng mà lần này thì tôi phải nhận sự giúp đỡ. Mình tin Chúa Giêsu. Nếu mà Chúa không giúp mình thì mình nhờ ai? Đến 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, 2 giờ. Tôi không biết phải làm thế nào. Cứ thế này, con ra thì phải làm sao? Tôi rất là sợ. Tôi muốn gọi điện cho chấp sự. Chấp sự ơi, vợ tôi kêu đau bụng. Chấp sự có thể giúp được không? Thì người ta sẽ đến ngay và giúp cho. Đến 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, mặt trời bắt đầu lên và trời sáng rồi. Chúa ơi, Ngài không giúp con hay sao? Nhưng mà đến 7 giờ sáng, có một chị em mới đến hội thánh của tôi được hai ba ngày thôi sao? Không biết có chuyện gì đến vậy? để nói chuyện với vợ tôi. Mà không biết nhà tôi còn đi hỏi người ta nữa. Khi mà vừa bước vào trong phòng thì cô đó tên là Che Quang Gia. Thấy vợ tôi đang đau bụng, thì câu đầu tiên nói rằng, bà một Sư ơi, tôi xuất thân từ khoa sản của Bệnh viện Busan. Tôi có bằng hộ sinh. Xin hãy chờ một chút. Thế là chị em chạy nhanh về nhà, mang một cái túi thật to đến. Và sau đó, khoảng 30-40 phút sau, thì vợ tôi đã sinh con sinh được một con trai chị em đó thấy trong bếp không có một cái gì hết thế là bắt đầu đi mua gạo về mua rong biển về mua thịt bò về khoảng 10 rưỡi sáng thì chúng tôi đã được ăn sáng tôi bảo rằng con trai tôi vừa sinh ra đã dọn một bữa cơm cho bố nó có những khi thực sự tôi thấy rất là mờ mịt cảm giác như chúa không giúp nhưng mà mỗi khi chịu những cái khó khăn đó thì đức chúa trời chưa bao giờ làm ngơ tôi ngài gìn giữ và giúp đỡ tôi có một lần khi tôi đi chuyển nhà lúc đó là trước khi tôi sinh con trai chúng tôi cho con gái ngủ ở giữa còn hai vợ chồng nằm hai bên cả ngày chúng tôi đã chuyển nhà chuyển đồ rất là mệt nên chúng tôi bắt đầu ngủ được một lúc thì con gái tôi bắt đầu khóc toáng lên em ơi làm sao mà em cứ để nó khóc thế nó không có vấn đề gì mà nó cứ khóc tôi bảo bật đèn lên thì cũng không thấy vấn đề gì chúng tôi lại ngủ tiếp được một lúc thì nó lại khóc váng lên tôi bực mình quá em ơi sao em cứ để con khóc thế nhở nhưng mà nó không có vấn đề gì nó cứ khóc tôi bảo đèn lên khóc thấy có một cái gì hết vợ tôi đi ra ngoài để đi vệ sinh vừa mở cửa ra gió lạnh thổi vào thì vợ tôi gục ngã luôn khi mà hít phải khói than gặp gió lạnh một cái thì người ta sẽ bị ngất ngay à nhà mình đã hít phải khói than rồi tôi hét thật to lên có ai giúp chúng tôi với thì không thấy chủ nhà mà có những người cùng thuê nhà chạy tới có chuyện gì vậy chúng tôi gặp họ lần đầu tiên bởi vì còn chưa chào hỏi nhau chúng tôi đã hít phải khói than à vậy hả thế là họ cho chúng tôi ngủ ở trong một phòng của gia đình họ họ trải đệm trải chăn cho chúng tôi ngủ ở đó cùng với con và chúng tôi đã ngủ ở đó khi đó nếu mà con gái tôi nó không khóc thì chắc là sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi sẽ trở thành ba cái xác chết mỗi khi tôi gặp khó khăn tôi thấy đức chúa trời giúp đỡ khi đó thực sự khi sinh con trai thực sự tôi cảm thấy rất là mờ mịt chỉ cần nói một câu với những người khác thôi với anh chị em thì chắc chắn người ta sẽ giúp đỡ nhưng từ trước đến nay tôi sống cuộc đời Tôi chưa bao giờ chia tay giờ với ai ngoài Chúa. Nhưng mỗi khi tôi có khó khăn, có rất là nhiều chuyện như vậy, tôi giao phó cuộc đời của mình vào trong tay của Chúa, thì có những chuyện vô cùng kỳ diệu đã xảy ra ở tôi kể những chuyện đó thì tôi có kể cả đêm cũng không hết nói một lần nữa Đức Chúa trời đã cứu từng người trong quý vị ra khỏi tội lỗi và coi quý vị làm con cái khi chia sẻ tấm lòng với Chúa mỗi khi khó khăn cầu nguyện với Chúa Chúa giúp đỡ cho thực sự tôi rất khó khăn nhưng tôi không trông cậy vào con người tôi cầu nguyện với Chúa thì thực sự Chúa đã tiếp trợ tôi nếu là đức trời thì chắc là ngài rất vui phải không ạ? bởi vì tôi chỉ trông cậy lên chúa. mỗi khi tôi có khó khăn thì tôi luôn cầu nguyện với chúa và tôi có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng rằng chúa sống và làm việc. kinh thánh nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Không phải là bởi vì chúng ta không phạm tội. Mặc dù chúng ta đã phạm tội, nhưng giá của những tội lỗi đó, Chúa Giêsu đã trả hết và tha hết tội cho chúng ta. Cho nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không còn là tội nhân nữa. Người không phải là tội nhân. Người đã nên thấy, người công bình, người sạch rồi. Ta đã rửa người bằng huyết ta rồi. Ta đã chịu hết mọi hình phạt vì tội lỗi người rồi. Người đã được sạch rồi. Và Ngài chuẩn bị nước thiên đàng Chờ đợi chúng ta đó chính là Chúa Giêsu Christ. Bây giờ ở trong Chúa Giêsu tôi đã được sống rất lâu. Giờ tôi đã có nhiều tuổi. Giờ tôi vẫn có thể đứng trên bục giảng có thể chia sẻ. Nhưng tôi không biết mình có thể chia sẻ được thêm bao lâu nữa. Nhưng năm tôi 19 tuổi Tôi đã được nhận sự tha thứ tội lỗi chắc chắn bởi huyết của Chúa Giêsu. Dù tôi đi đâu, Chúa cũng ở cùng với tôi. Khi khó khăn, Chúa lại giúp cho, Chúa lại chúc phước và dẫn dắt cho tôi. Thực sự tôi vô cùng cảm ơn. Khi tôi được huấn luyện viễn thông trong bộ đội, Ở trung tâm huấn luyện viễn thông Won Chu, chúng tôi đã được học với mã Mox. Chúng tôi học trong vòng 16 tuần. Trong lớp tôi, đơn vị tôi trước đây là ở Đài Trơn. Sau đó thì chuyển đến Wonju, Chu, nên tôi là khóa 1. Tôi là anh cả, còn tất cả đều là đàn em. Tôi cứ trời cho mỗi thứ bảy thì có những lớp mới vào. Tôi đến phòng của họ. Tôi cũng hỏi thăm nhiều điều phổ biến cho các thứ. Và tôi hỏi ai tin Chúa Giêsu giơ tay lên thì 90% giơ tay. Tôi viết tên lại và bảo rằng sáng ngày mai khi có thông báo trên loa thì các em hãy ra. Chúng ta cùng nhóm. ở chúng tôi thì cũng nhóm ở trên sườn núi rất là lạnh. Mấy ngày hôm sau thì tôi đã đến văn phòng đào tạo bên văn phòng đào tạo phát trên loa rằng arosi ba mười một Pa-u-xu, hãy đến văn phòng đào tạo tôi đến và tôi nói rằng dạ paoksu arosi ba mười một đã đến rồi ạ à. tôi thì là binh nhì binh nhì bác xin mời ngồi ở trong bộ đội binh lính với sĩ quan thì khác nhau như thế nào sĩ quan thì chửi trước mặt còn binh lính thì chửi sau lưng nó chỉ khác nhau như vậy thôi nhưng mà người đó Mặc dù là sĩ quan, nhưng mà lại không nói chống không với tôi và hỏi tôi rằng, đồng chí Park trước đây ngoài xã hội đã làm việc gì? Dạ, em là thầy truyền đạo ạ. À, thế hả? Người đó nói rằng, trước khi vào bộ đội, thì người đó cũng rất là sốt sáng tin Chúa. Nhưng bắt đầu vào bộ đội thì thao hóa uống rượu, hút thuốc và tha hóa hết rồi ngày hôm qua khi nhìn thấy Bình nhịp bắc tập trung các học sinh và nhóm như vậy thì trong lòng rất là sốc Bình nhịp bắc tôi có gì có thể giúp được hay không dạ thưa sĩ quan xin hãy cho chúng em mượn một phòng học chúng em nhóm ở ngoài lạnh quá à cái đó thì được Đồng chí muốn phòng nào? Phòng 16 là phòng rộng nhất và cũng không có thiết bị gì ạ. Thế là nói luôn. Này, hãy đưa chìa khóa cho đồng chí Park này để có thể dùng bất cứ lúc nào. Ngày hôm đó, khi đang nhóm và tôi đang giảng, đột nhiên, sĩ quan bước vào. Tôi giật mình và ngập ngừng. Cậu cứ tiếp tục tôn giáo đi. Thế là tôi cũng tiếp tục tôn giáo. Minh nhì mà giảng trước sĩ quan lục quân thì rất là run. Nhưng mà tôi không biết là tôi đã giảng thế nào nữa. Nói chung là đã kết thúc. Sĩ quan bước lên trên và nói rằng tôi không biết là các cậu nhóm đây từ bao giờ. Hôm nay tôi mới biết. Ông trong chiến tranh Triều Tiên thì đã là trung đội trưởng bộ binh. Khi đó nhận được lệnh là chiếm núi Bạch Mã thì họ đã đến trước núi Bạch Mã một ngày. Núi Bạch Mã là một căn cứ rất là quan trọng đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên, nên cả hai bên thì cứ muốn chiếm quần nhau. Người ta nói rằng một tháng thì đổ chủ đến 20 lần. Khi đến nơi này thì hầu hết mọi người đều chết. Ngày hôm đó, các chiến sĩ thì nhớ nhà và khóc. Có một binh sĩ thì sắp mặt xuống. nay cũng làm gì vậy? Dạ, Em đang cầu nguyện à, ạ. Sĩ quan này giật mình. À, cầu nguyện à? Hãy cầu nguyện với tôi nữa nhé. Dạ vâng, em sẽ cầu nguyện ạ. Thế là sĩ quan này bắt đầu đi hỏi cậu tin gì? Tin Phật giáo cũng được, tin ai cũng được. Hãy cầu nguyện đi. Họ đã bắt đầu cầu nguyện rất là sốt sáng. Ngày hôm sau, khi mà có lệnh tấn công, thì chưa bao giờ ông thấy người ta ra trận một cách dũng mãnh như vậy và đã chiếm được núi Bạch Mã với số thương vong rất ít. Ông sĩ quan vì chuyện đó, nên khi đến đơn vị này, không thấy có nhà thờ, cũng không có mục sư thì cảm thấy rất buồn. Nhưng sau đó thì gọi tôi đến. Tôi là binh nhì mà nói chuyện với sĩ quan, ông rủ tôi hãy xây nhà thờ. Nhưng mà phải có tiền. Trong đơn vị cô ô tô, nên chúng tôi đã ra bờ sông, xúc cát, đem đến lò gạch, thì họ cho chúng tôi 20 viên gạch. Chúng tôi tích lũy gạch, rồi chúng tôi cũng đi xin cây, xin kính, rồi chúng tôi đã xây nhà thờ lên thực sự rất là đẹp sau khi chúng tôi xây xong nhà thờ thì ông được thăng cướp quay trở về trụ sở chính nói với người thay thế mình rằng mặc dù tôi không có ở đây nhưng cậu hãy giúp đỡ cho binh nhịp bắc nhé và thế là ông đi nói chung cuộc sống sống trong chúa dù gặp phải chuyện khó khăn gì ở đâu thì không có chuyện gì là không thể. Tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời giúp đỡ và ban ơn cho. Tôi có thể dâng thân thể của mình, dâng thời gian của mình, dâng tất cả mọi thứ của mình lên cho Chúa thực sự vô cùng kỳ diệu. Bây giờ quý vị cũng đã nhận sự tha thứ tội lỗi bởi huyết của Chúa Giêsu. Quý vị hãy cứ đọc Kinh Thánh thì dần dần khi đọc sẽ thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời ở trong này và khi đến hội thánh tham dự nhóm nghe giảng thì đức tin sẽ dần dần lớn lên sẽ gần với chúa hơn trước đây thì cảm giác cầu nguyện không được đáp ứng nhưng bây giờ thì có thể kinh nghiệm chúa đáp ứng lời cầu nguyện cho thấy chúa ở cùng mình thì thực sự vô cùng hạnh phúc nên tôi không cần phải giảng nhưng tôi rất là muốn giảng. Và khi giao giảng tiết lành, làm việc của Chúa thì cũng rất vui. Ngày mai là đến Chủ nhật. Sau khi nhóm xong, thì tôi sẽ đến Nam Mỹ. Và ở ban điều hành đã lập một kế hoạch khiến cho các mục sư ở hội thánh của chúng ta rất bận rộn. Khi nhóm chuyên giảng thì cũng tập trung lại với nhau và cũng làm việc trở thành những tôi tớ làm việc một cách mạnh mẽ nhất trên thế giới. Thưa quý vị yêu mến, sau này quý vị cũng hãy đến hội thánh nghe giảng học về đức tin này thì quý vị sẽ có thể kinh nghiệm được việc chúa giúp đỡ mình và khi chúng ta sống cùng với chúa ấy thì dù có khó khăn gì chúa cũng ngăn chặn cho chúa ban phước cho và chúa ban ân điển cho ngày hôm nay tôi xin kết thúc tại đây nhưng khi kết thúc quý vị đừng quay về mà hãy ngồi lại để chia sẻ với nhau rằng sau khi nhận sự tha thứ tội lỗi, tôi đã nhận được niềm vui như thế nào. Và có điều gì thắc mắc hãy hỏi, dần dần để cho đức tin có thể phát triển. Qua quý vị, Đức Chúa Trời cũng ban sự chúc phước lớn. Tôi tin chắc quý vị sẽ nhận được phước của Chúa. Giờ quý vị đã nhận được sự tha thứ tội lỗi rồi. Giờ quý vị hãy xem Chúa Giêsu sống trong mình như thế nào. Hãy thông công với các tôi tớ trước khi quay trở về nhóm chuyên gia lần này, mặc dù chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Hôm nay, tôi đi đến đây, đường rất là tắc, nhưng mặc dù tắc đường, cảm ơn quý vị vẫn đến đây. Sau này, mong rằng sẽ có cơ hội như này được gặp lại quý vị. Tôi xin cầu nguyện. Đại Chúa Cha Thánh của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con đã phạm tội, chỉ có thể chịu sự hư mất. Chúa Giêsu đã đến chịu đóng đinh trên thập tự giá, cứu chúng con ra khỏi tội lỗi. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Ngài. Trong mấy ngày, chúng con đã nhận được tha thứ tội lỗi. Nhưng Chúa ở cùng và gìn giữ chúng con, ban phước cho chúng con trong những khó khăn và ban cho chúng con ăn điển. Và khi chúng con hầu việc Chúa giao giảng tin lành, Chúa cho chúng con nhận được ơn sống trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con nhóm truyền giảng lần này. Xin Chúa cho những người đã vất vả về chương trình, mời người mới đến, cầu nguyện và giúp đỡ trong nhóm truyền giảng. Nhận được ơn vô hạn của Chúa. Đặc biệt những người lần này nhận sự tha thứ tội lỗi, thì Xin Chúa cho họ sống cùng với Chúa và sống đời sống được vinh hiển. Trong đời sống của chúng con, Xin Chúa ở cùng, mọi sự khó khăn Chúa chịu thay cho và cho chúng con sống đời sống được phước. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhóm truyền giảng của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Quý vị hãy thông công với những người bên cạnh mình. Trước khi đi về, xin cảm ơn rất nhiều.